Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với các bị can Nguyễn Trung Hiếu sinh năm 1981, trú tại tỉnh Tây Ninh, Âu Thị Xuân sinh năm 1966, trú tại tỉnh Kiên Giang, Trần Văn Nghĩa sinh năm 1962, Lê Văn Tùng sinh năm 1978 và Lê Văn Chi sinh năm 1976, anh ruột Tùng đều trú tại tỉnh An Giang cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, sau thời gian quen biết, Hiếu và Xuân đã cấu kết với Tùng, Chi và Nghĩa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản vợ chồng ông C, trú tại thành phố Châu Đốc. Để thực hiện, Hiếu tìm cách gặp ông C, giới thiệu có cục đá hủy sắt giá trị khoảng 5.000 đến 6.000 tỷ đồng và nhờ ông C giới thiệu bán giùm sẽ có hoa hồng từ 5 đến 6 tỷ đồng. Tin lời Hiếu, ông C đã đồng ý đặt cọc 500 triệu đồng. Để việc giao nhận thuận lợi, ngày 18 tháng 7 năm 2022, nhóm của Hiếu hẹn vợ chồng ông C đến quán nước tại thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên để Hiếu cùng Nghĩa, Tùng đến gặp ông C, dàn cảnh thực hiện việc giao nhận, còn Chi, Xuân ở ngoài cảnh giới. Sau khi chiếm đoạt được 500 triệu đồng của vợ chồng ông C, cả nhóm chia nhau tiêu xài rồi bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 29 tháng 7, Hiếu bị lực lượng công an An Giang bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh. Đến ngày 17 tháng 11, Xuân, Tùng và Chi bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Bình Dương. Còn Nghĩa cũng bị lực lượng công an bắt giữ trước đó.